Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một chương trình này góp random nhận ngẫu nhiên 7500 tóc cần BNF và cộng tôi cần là con NFT nè bạn. Thì sau khi đủ 5000 slot thì chương trình này góp nó sẽ phân phối sau 7000 nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay ngoài phần link mô tả cho video của mình các bạn, mở link form ra. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh góp, follow kênh channel nè bạn. Tại Twitter thì các bạn copy cái hashtag này, các bạn follow và đi tiếp chứ comment nha các bạn. Đi tiếp chứ chỉ dẫn mình lận. Rồi các bạn copy cái hashtag spin be smart chain này vào các bạn. Tiếp tục bạn follow medium nè. Rồi xuống đây thì các bạn chỉ khai báo link form thôi các bạn. Địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè các bạn. Khá là dễ đơn giản các bạn. Tiếp tục thì các bạn join vào kênh Telegram nào thì các bạn vào setting copy username đó lại nha các bạn. 1 2 3 Tiếp tục thì cũng vậy luôn, bạn follow Twitter nào thì các bạn vào vào trang cá nhân Twitter các bạn sẽ thấy username Twitter của tất cả các bạn nha bạn, cộng em một của anh. Tiếp tục thì các bạn gỡ làm cái link request nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn nhấp vào follow medium, nhấp vào trang cá nhân medium của tất cả các bạn thì sẽ thấy được username medium của các bạn, nhớ qua cộng đầu tiên các bạn. Tiếp tục các bạn lưu ý nha các bạn, cái địa chỉ BNB Smart Chain này là một phải là một cái địa chỉ dí mới, hoàn toàn chưa có giao dịch gì trên nha các bạn. Thì giờ mình dùng địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ chút wallet mình ra nè các bạn. Các bạn có thể dùng địa chỉ Safiban các bạn. Đây thì địa chỉ BNB Smart Chain mình đã có lượng giao dịch hết các bạn. Mình tìm một cái địa chỉ chưa có lượng giao dịch các bạn. BNB Smart Chain. Rồi mình có lượng giao dịch hết trơn rồi. Khoan các bạn, mình chờ các bạn, chờ mình chút xíu, mình bắt upload, mình tìm cái địa chỉ BNB Smart Chain khác các bạn. Rồi nha các bạn, vì mình đã chưa có một cái ví mới mình để mình tạo ví mới rồi mình ép sao các bạn. Rồi các bạn chọn vào contract currency. Rồi các bạn chọn vào dòng thứ hai các bạn. Chạy trên tảng BNB Smart Chain bấm gỡ nó xong các bạn. Ok, vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tóc cần BNZ đến đây cũng kết thúc các bạn. Và mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của các bạn. Các bạn đừng quên like, đăng ký, bấm chuông cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.